Sáng ngày 15 tháng 6, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, ca F1 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Map Pacific Singapore, khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã cho kết quả dương tính với COVID-19. Ca này hiện đang cách ly và lấy mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện chưa được Bộ Y tế công bố. Ca nghi dương tính với COVID-19 này là anh NTD, 38 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, làm tại công ty trên. Theo điều tra dịch tễ, ngày 3 tháng 6, anh NTD đến nhận việc và làm ngày 4 tháng 6, đi làm bình thường bằng xe đưa đón của công ty. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6, anh NTD không đến làm việc, nhưng vào sáng ngày 10 tháng 6, lại đi xe đưa đón xuống công ty, nộp đơn xin nghỉ việc. Trên xe có 4 người làm cùng và tài xế. Đến công ty có tiếp xúc với bảo vệ. Trưa cùng ngày thì theo xe đưa đón về lại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 11 tháng 6, anh họ thành F0, anh NTD trở thành F1. Trong ngày hôm qua, thành phố Biên Hòa đã xác định được có 160 F2, nay là F1. Trước đó, ngày 7 tháng 6, thành phố Biên Hòa được thông báo có một ca F1 ngụ thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại công ty Thambo nằm trong khu công nghiệp Amata, hơn 850 công nhân. Ca này được dự đoán là nguy cơ cao. Thành phố Biên Hòa đặt trong tình trạng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nhưng rất may, đến tối ngày 9 tháng 6, có kết quả âm tính.